cùng với TG và bạn của mình tham quan đảo Cò, một địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Hải Dương. Bài học tiếng Việt chúng ta đã được học là cách sử dụng các từ những, các. Còn trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ đến với thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp và hiện đại, cùng gặp gỡ một người bạn đã từng xuất hiện trong chương trình Xin Chào Việt Nam. Đó chính là anh chàng người Mỹ gốc Việt Fred Lê. Bài học tiếng Việt lần này sẽ là các động từ đi, đến và về. Từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, không biết lần này Fred đã có trải nghiệm gì đặc biệt không nhỉ? Xin chào các bạn, mình là Fred Lê, quê mình ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mình sinh ra tại California. Mình là một người Mỹ gốc Việt. Sau 30 năm sinh sống ở California, mình quyết định trở về quê hương để tìm hiểu nhiều hơn về Việt Nam, về nghệ thuật và âm nhạc ở đây, hay những cách làm người Việt cười, bởi mình là một diễn viên hài kịch. It's next to a pho restaurant. There's a pho restaurant. Do you know where the pho restaurant is in the building with the red? Ngoài thời gian biểu diễn, mình thích nhất là đạp xe quanh hồ hoặc hòa mình vào dòng người trên phố. Nhưng đôi khi âm thanh thành phố cũng hơi ồn ào. Nhắc tới âm thanh mà mình thường được nghe nữa đó là... Mình cần khám phá nữa. Vậy là chương trình Xin Chào Việt Nam đã đến với thành phố Hồ Chí Minh sôi động. Trong số lần này, một thử thách hoàn toàn mới và cực kỳ thú vị được đưa ra. Hãy đón chờ nha. Xin chào. Ủa? Cái này chắc Fred hả? Thử thách ngày hôm nay dành cho anh chàng Fred Lê chính là chụp 30 kiểu ảnh tại những địa điểm đặc trưng tại thành phố Hồ Chí Minh. Fred chấp nhận thử thách này. Hi Fred, đợi lâu chưa? Không lâu. Anh thấy bữa nay thời tiết rất đẹp, anh rất muốn đi chơi vòng vòng à. Đúng rồi, hôm nay thứ bảy không phải đi làm, lại còn được đi chụp hình nữa. Vậy Fred muốn đi đâu? Thì bữa nay đi đâu nè? Mình có thể đi nhà thờ Đức Bà nè, đi chợ Bến Thành nè. Đi hồ con rùa nữa, có nhiều chỗ lắm. À, mà nhất định phải đến những khu cư xá cũ nữa. Chỗ đó mà chụp hình là hết sảy luôn. Ồ, quá cơ lý. Bây giờ mình lên đường thôi. Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã cùng trở lại với Xin Chào Việt Nam, chương trình học tiếng Việt thông qua trải nghiệm văn hóa. Sau khi nhận được thử thách rất thú vị của chương trình Xin Chào Việt Nam, anh chàng Fred Lê đã lập tức bắt đầu ngày trải nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể thấy trong cuộc hội thoại vừa rồi, Fred và bạn của mình đã sử dụng động từ đi. Anh rất muốn đi chơi vòng vòng à. Hôm nay thứ bảy không phải đi làm, lại còn được đi chụp hình nữa. Mình có thể đi nhà thờ Đức Bà nè, đi chợ Bến Thành nè. Từ đi được dùng để chỉ hoạt động. Tuy nhiên từ này nhấn mạnh quá trình chuyển động, chứ không nhấn mạnh vào đích của chuyển động. Từ đi có thể kết hợp với danh từ để chỉ đích đến của chuyển động. Mô hình như sau. Đi, danh từ. Ví dụ, tôi đi chợ. Chị ấy đi ngân hàng. Bà ấy đi Hải Phòng. Mình có thể đi nhà thờ Đức Bà nè,
Đi chợ Bến Thành à. Từ đi cũng có thể kết hợp với động từ để chỉ mục đích của chuyển động. Ví dụ, anh ấy đi đá bóng, chúng tôi đi xem phim, học sinh đi học. Anh rất muốn đi chơi vòng vòng à. Hôm nay thứ bảy không phải đi làm, lại còn được đi chụp hình nữa. Và bây giờ em lái xe còn anh chỉ đường nha. Bao nhiêu phút nữa thì mình đến Cầu Móng. À, khoảng chừng 5 phút nữa thì mình tới. Nhưng mà hình như mình mới quẹo phải ở đường lộn rồi. Phát sang Việt Nam lâu rồi mà chưa thuộc đường hả? Tại đường Việt Nam khó mà. Anh đi siêu thị, anh đi nhà hàng anh cũng bị lạc. Anh về nhà cũng bị lạc luôn. Ờ, đâu, để em coi. À, kia rồi, mình cứ đi thẳng một chút nữa là đến. À. Trong cuộc hội thoại trên, ngoài từ đi, chúng ta còn thấy Fred và bạn của mình sử dụng động từ đến và về. Anh đi siêu thị, anh đi nhà hàng anh cũng bị lạc. Anh về nhà cũng bị lạc luôn. Fred này, còn bao nhiêu phút nữa thì mình đến Cầu Móng? Nếu từ đi nhấn mạnh quá trình chuyển động thì từ đến nhấn mạnh đích của chuyển động. Cấu trúc như sau. Đến danh từ. Từ đến thường kết hợp với danh từ chỉ địa điểm là điểm đến. Ví dụ, tôi đến sân bay lúc 8 giờ. Anh ấy đến cơ quan rồi. Tàu đến ga rồi. Fred này, còn bao nhiêu phút nữa thì mình đến Cầu Móng? Từ về chỉ chuyển động quay lại nơi xuất phát hoặc trở lại chỗ nơi ở của mình, nơi mình có quan hệ gắn bó, thân thiết như là về nhà, về quê, về nước. Mô hình như sau. Về, danh từ. Ví dụ, tháng sau tôi về nước. Anh ấy về quê rồi. Tôi thường về nhà lúc 6 giờ. Anh về nhà cũng bị lạc luôn. Như vậy, trong tiếng Việt, các từ đi, đến và về đều chỉ chuyển động rời chỗ. Tuy nhiên, giữa chúng có sự khác biệt nhất định. Để nhớ cách dùng ba từ trên, chúng ta hãy thử làm bài tập sau nhé. Bài tập số 1. Điền từ đi, đến, về vào các câu sau. A. Tuần sau, cô Hương 3 chấm công tác ở Đà Nẵng. B. Anh ấy luôn luôn đến đúng giờ. Chắc là anh ấy 3 chấm nơi rồi. C. Tuần sau tôi 3 chấm quê. Và sau đây là đáp án của chương trình. Tuần sau cô Hương đi công tác ở Đà Nẵng. Anh ấy luôn luôn đến đúng giờ, chắc là anh ấy đến nơi rồi. Tuần sau, tôi về quê. Bài tập 2. Dùng các từ đi, đến, về để trả lời các câu hỏi sau. Anh ấy đi du học ở đâu?
chị ấy đến ngân hàng lúc mấy giờ? Khi nào ông ấy về nước? Các bạn hãy cùng suy nghĩ câu trả lời của mình nhé. Và ngay sau đây là đáp án của chương trình. Anh ấy đi du học ở đâu? Trả lời, anh ấy đi du học ở Mỹ. Chị ấy đến ngân hàng lúc mấy giờ? Trả lời, chị ấy đến ngân hàng lúc 8 giờ. Khi nào ông ấy về nước? Trả lời, tháng sau ông ấy về nước. Thank you.